vua chúa thì phải ăn sang bá quan thì phải chơi trội đàn bà chơi với đàn ông mà muốn thành công thì mua bánh trung thu về tặng đối tác tặng sếp chúng ta cho sếp chúng nó thèm tặng cho người gắn bó lẫn cả người thương tặng cho người chín phương tặng kiều về nước thà là tặng trước hơn là tặng sau tặng đu cho sang chứ đằng nào cũng tặng bình dân thì chọn hộp thấp đã viết thì chọn năm sao ship từ hà nội đến hà giang mà từ hà giang chạy xuống đất mũi ship từ châu á tới châu âu mà tận đâu cũng ship dịch đến thì nhanh mà không ăn mau lại tiếc tranh thủ order mặc đẹp áp phây để chủ nợ người ta còn yên tâm gấu có thể chưa có gió có thể chưa về nhưng bánh trung thu DU thì nhất định phải về trong mỗi dịp thu đến. Ông sang còn xuân thì năm sau mới tới. Đến với bánh trung thu DU bạn sẽ nhận ra rằng người tốt không chỉ có trên face, YouTube mà website phía dưới cũng có. Hãy truy cập bánh trung thu khách sạn du.com để được tư vấn tận tình bởi một em nhân viên xinh đẹp trẻ trung năm nay mới chỉ hơn 45 tuổi. Để, để tiền để trong tiền túi để sợ, sợ rơi, rơi. ta mua hộp bánh yêu thương tràn về. Em ơi em gió, lạnh gió lạnh gần kề, nếu lạnh chưa có bánh có order DU, đúng. bánh trung thu DU quà tặng cao cấp sang trọng hàng đầu.